thiên cơ hé lộ, đúng tháng 4 và tháng 5 âm lịch tới, tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, được thần tài mở kho ban cho lộc lớn, làm đâu chúng đó, đổi vận bất ngờ, tiền bạc ùn ùn kéo về nhà, giàu sang viên mãn đến già. Kính thưa quý cô bác anh chị, kênh Minh Đường Tử Vi nguyện chúc cho quý cô bác anh chị đang theo dõi video sẽ nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Minh Đường Tử Vi rất lấy làm biết ơn khi được gặp lại cô bác anh chị Đinh Mùi 1967. Hy vọng những thông điệp được truyền tải đến quý cô bác anh chị ngay sau đây sẽ phần nào giúp cô bác anh chị sống đời bình an, hạnh phúc ngập tràn. Quý cô bác anh chị thân mến, được sinh ra trên thế gian này thì con người chúng ta hầu hết ai ai cũng mong cầu một cuộc sống thoải mái, no đủ và giàu có. Ai cũng cầu mong gia đình thịnh vượng, tiền bạc dồi dào, cả đời mọi thứ thật thuận lợi. Thế nhưng cuộc sống mà, đâu phải cứ cầu là được, cứ ước là thấy. Có những người từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, muỗng bạc, ở biệt thự, đi xe sang. Có kẻ hầu người hạ, tiền tỷ cầm tay, cuộc sống thường xuyên gặp nhiều may mắn, làm gì cũng thành công như ý, tình tiền viên mãn. Ngược lại, cũng có người sinh ra đã mang số kiếp nghèo khổ, ăn bữa nay lo bữa mai, phải chắt bóp từng đồng để nuôi gia đình và trả nợ. Cuộc sống lại hay gặp chuyện không như ý, xui xẻo thất bại, thậm chí nợ nần túng quẫn trăm bề. Nhân sinh muôn nẻo, khó khăn cũng là điều kiếp người khó tránh. Nhân sinh một kiếp cũng như cây kia một đời, cây chẳng gió cây nào lớn nổi. Người không hoạn nạn người sao nổi lớn khôn, cũng như sau cơn mưa ắt có cầu vồng. Thế nên vấp ngã không đáng sợ, chỉ sợ rằng ngã rồi không dậy được mà thôi. Đôi khi vấp ngã chính là thảm lót của con đường thành công. Làm người ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần, ai thành công mà không đôi lần gục ngã. Trong cuộc sống nếu như muốn đạt được thành công, cuộc sống như ý, thì bên cạnh những may mắn cần kịp thời nắm bắt, thì bạn cũng phải bằng lòng đánh đổi hoặc trải qua không ít khó khăn, thử thách. Trong mỗi một năm sẽ có từng giai đoạn may mắn nhất định, vì vậy chỉ cần thiên thời, địa lợi, nhân hòa, cộng thêm sự nỗ lực không ngừng, thì bạn sẽ có được cuộc sống viên mãn, tiền bạc đủ đầy, sung sướng, an nhàn hưởng phúc. Xem tử vi phương Đông nhận thấy, đúng tháng 4 và tháng 5 âm lịch tới này, có tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 được lội ngược dòng số phận, khi được thần tài ban lộc, phúc tinh cao chiếu, quý nhân tề tựu dẫn đường, ban cho nhiều vận may vô cùng, làm ăn chúng lớn liên tiếp, giàu có ú ụ, tiền bạc kéo về như nước lũ, đổi đời giàu nứt đố đổ vách. Vậy, vận trình tuổi Đinh Mùi sẽ diễn ra như thế nào trong hai tháng tới, vận may nào sẽ tới với họ trong thời gian này? Tất cả sẽ được Minh Đường Tử Vi luận giải chi tiết trong video ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi và chiêm nghiệm. Đúng 2 tháng tới, tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 được thần tài chỉ điểm, làm đâu chúng đó, đổi vận bất ngờ, tiền bạc ùn ùn kéo về nhà, giàu sang viên mãn. Đầu tiên, tổng quan về vận mệnh cuộc đời Đinh Mùi sinh năm 1967. Xem tử vi cho thấy, tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 vốn là những người siêng năng, chăm chỉ. Đối với người tuổi Đinh Mùi, gia đình luôn giữ một vị trí đặc biệt quan trọng, con giáp này dù tích cực, năng nổ hoạt động bên ngoài, nhưng vẫn luôn hướng về gia đình. Người tuổi Đinh Mùi được đánh giá cao nhờ bản tính chính trực, thật thà, tốt bụng và vô cùng thiện lương. Bản thân của Đinh Mùi rất thích giúp đỡ người xung quanh, lại rất chu đáo, giỏi giang. Những việc làm tốt của bạn ngày hôm nay nhất định trong tương lai sẽ nhận được nhiều phúc báo. Đặc biệt, Đinh Mùi có thiên can Đinh Hỏa. Hành hỏa trong tuổi mang lại cho Đinh Mùi tính can đảm và sự tự tin, là những người rất vững vàng. Họ biết cách đề cao ưu điểm và che giấu nhược điểm, không giống như những tuổi Mùi còn lại. Con giáp này không dễ bị tổn thương và cũng chẳng dễ chấp thuận người khác. Hành hỏa khiến Đinh Mùi năng động và mạnh bạo hơn. Họ có thể đứng lên tự bảo vệ mình, chăm lo cho bản thân và đẩy mình lên hàng đầu. Khi bị xúc phạm, họ có thể thẳng thắn bày tỏ cảm xúc, là người có tính sáng tạo và trực giác tốt nhất trong các tuổi Mùi. Đinh Mùi rất giỏi trong việc giải quyết các tình huống, tìm ra lối thoát hoặc các giải pháp thay thế khá hợp lý và thông minh. Bạn bè thích tìm đến họ nhờ giải quyết rắc rối. Bản chất hào phóng và sốt sắng, Đinh Mùi sẽ dốc lòng dốc sức giúp bạn. Người tuổi Dê cũng thường nhận được những điều may mắn vì bản chất lương thiện và trái tim nhân hậu của họ. Họ đa phần là những người lãng mạn nên họ rất cần một đối tác sẵn sàng lắng nghe và có sự kiên nhẫn với tính khí thất thường của mình. Họ không kiên định và khá tự ti. Tuổi Đinh Mùi cần những người bạn bè trung thành, có tính cách kiên định và đáng tin cậy. Họ biết tận dụng thời gian và biết quan tâm chú ý đến mọi người xung quanh mình. Nếu có được tình yêu, sự đam mê và ngưỡng mộ, thì mọi người tuổi Mùi có thể thành công nhờ vào tài năng,
sáng tạo trên bất kỳ lĩnh vực nào mà họ đã quyết chọn. Họ sống giàu tình cảm và đầy lòng trắc ẩn, yêu thương con người. Bởi vậy, những người tuổi này thường lựa chọn con đường sáng tác nghệ thuật để truyền tải những thông điệp yêu thương cho thế giới loài người. Tuổi Mùi là những người thiên về sống nội tâm, ít khi chia sẻ cảm xúc, tình cảm của mình cho người khác. Họ tốt bụng, giúp đỡ người khác trong âm thầm, sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại. Điều mong ước lớn nhất đối với tuổi Mùi không phải là cuộc sống giàu sang, sung sướng, mà là cuộc sống an nhàn, bình yên và ngập tràn tình yêu thương. Những người này có khá nhiều mối quan hệ rộng rãi trên các lĩnh vực trong cuộc sống. Bằng sự khéo léo và tài giao tiếp của mình, tuổi Đinh Mùi được người khác kính trọng, ngưỡng mộ. Họ là những người công tư phân minh, khi làm việc tuyệt đối sẽ không để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến công việc chung. Khi làm việc tập thể, dù không phải người đầu tiên đưa ra những ý tưởng của bản thân mình, nhưng họ luôn đóng góp những ý tưởng độc đáo, chính xác, đúng lúc, đem lại hiệu quả cao trong công việc. Trong mắt đồng nghiệp, tuổi Đinh Mùi là một người sáng tạo, nhiệt tình và đầy trách nhiệm. Với thái độ chân thành, bình tĩnh, khi diễn giải một cái gì, bao giờ họ cũng mang giọng điệu cảm thương người khác. Họ còn rất giỏi trong việc phá vỡ những thành kiến. Cho dù họ phải ra pháp trường biện hộ cho mình, thì vẫn luôn có thái độ chân thành đầy ấn tượng thay cho lời nói, khiến mọi người phải phục. Người cầm tinh tuổi Dê đặc biệt vô lo trong chuyện tiền bạc. Thường thì họ được nhận tiền từ những người khác, đưa cho họ giống như một người nghệ sĩ. Họ có nhiều người hâm mộ và yêu thích. Một người tuổi Đinh Mùi là người bạn tuyệt vời mà mọi người cần có xung quanh. Họ biết tận hưởng những điều tốt đẹp và nâng niu giá trị bản thân. Tuổi Đinh Mùi tuy không thích tranh đua đấu đá, nhưng lại có tài làm quản lý lãnh đạo được lòng cấp dưới, thuận lòng cấp trên. Ấy vậy, đôi khi bản tính nhạy cảm hay mềm lòng lại thường do dự, đã khiến tuổi này gặp phải khó khăn trong việc đưa ra những quyết định quan trọng, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công việc của bản mệnh. Từ trung vận trở đi, sự nghiệp có phần hanh thông hơn. Mọi sự cát lành thuận lợi, tuy nhiên khối lượng công việc khá lớn, áp lực cũng nhiều. Song điều may mắn được quý nhân tương trợ, đồng nghiệp giúp sức, nên cuối cùng cũng hoàn thành được công việc một cách ổn thỏa. Quan hệ với bạn bè đồng nghiệp của tuổi Đinh Mùi cũng rất tốt. Tuy bản tính có đôi chút cố chấp, nhưng trước bạn bè họ vẫn lắng nghe và tiếp thu ý kiến. Xem tử vi cho thấy, bước sang năm 2024 Giáp Thìn, tuổi Đinh Mùi có vận trình tươi sáng, khi nhiều phương diện cuộc sống có bước tiến nhảy vọt rực rỡ hơn so với năm cũ. Cuộc sống của họ cũng có xu hướng ổn định, ít biến động trên mọi phương diện. Tuy nhiên, sự phát triển của tuổi Đinh Mùi vẫn bị ảnh hưởng ở một vài thời điểm trong năm. Bạn có thể phải đối mặt với những khó khăn khách quan hoặc tâm lý chán nản, khiến công việc bị ảnh hưởng. Vì vậy, chỉ cần bản mệnh luôn giữ tinh thần lạc quan, chủ động trong mọi tình huống, sẽ có một năm đáng kỳ vọng. Về công việc, Giáp Thìn 2024 là một năm may mắn với người tuổi Đinh Mùi trên phương diện sự nghiệp. Bản mệnh thể hiện được các điểm mạnh của mình trong công việc, nên có thể gây ấn tượng tốt với mọi người xung quanh, được cấp trên tin tưởng. Năm nay, đặc biệt tốt cho những người đi theo con đường công danh, mở ra nhiều cơ hội thăng quan tiến chức. Bạn hoàn toàn có thể được bổ nhiệm vào vị trí cao hơn, xứng đáng hơn với năng lực của mình. Về tài lộc, tử vi tuổi Đinh Mùi 2024 nhận định tài lộc biến động không quá nhanh, mạnh nhưng bền vững và tích lũy ổn định trong năm. Dù bạn làm trong lĩnh vực nào hay giữ vị trí gì đi nữa, thì chỉ cần bỏ công sức ra lao động sẽ nhận được thành quả xứng đáng. Với người làm công ăn lương, bạn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được trao và nhận không ít tiền thưởng nóng, tiền hoa hồng. Nếu tin tưởng vào bản thân và những gì mình đã cống hiến cho tập thể, bạn có thể chủ động đề bạt mong muốn được tăng lương hay thăng chức với cấp trên. Đặc biệt, nếu biết đầu tư kinh doanh, tuổi Đinh Mùi sẽ kiếm thêm bộn tiền, kết quả thu về rực rỡ, nên đừng chần chừ để lỡ cơ hội. Với người làm kinh tế, những khó khăn bạn gặp phải nhanh chóng có cách giải quyết ổn thỏa. Chuyện xui xẻo hóa may mắn, quý nhân luôn xuất hiện những lúc cần thiết, giúp bạn giải vây mọi trở ngại, khó khăn. Năm nay là thời điểm thích hợp để tuổi Đinh Mùi ký kết hợp đồng, mở rộng quy mô làm ăn kinh doanh, hiện thực hóa các kế hoạch đã đặt ra từ trước. Ban đầu có thể gặp đi chút khó khăn, nhưng mọi chuyện sẽ dần đi vào quỹ đạo, bạn sớm thu được lợi nhuận lớn, càng về cuối năm cơ hội làm giàu sẽ tới nhiều hơn. Người tuổi này nếu cải thiện thêm kỹ năng giao tiếp, sẽ khiến mọi việc được suôn sẻ, vừa biết nắm bắt cơ hội, vừa được quý nhân giúp đỡ, thì làm gì cũng hanh thông thuận lợi. Đặc biệt vào năm Giáp Thìn 2024, có hai tháng may mắn và thuận lợi nhất, đó là tháng 4 và tháng 5 âm lịch, được dự báo là có rất nhiều may mắn cát lành đến với con giáp này. Sau những cố gắng nỗ lực của mình, cuối cùng bạn cũng được thần tài mở kho ban tài phát lộc,
dù là người làm công ăn lương hay là người làm kinh doanh, buôn bán, thì hai tháng tới này sẽ là thời điểm Đinh Mùi hốt chọn lộc trời, giàu sang phú quý, an vui hưởng phúc trời ban. Sau đây là luận giải chi tiết trên các phương diện công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, gia đạo và sức khỏe của cô bác anh chị tuổi Đinh Mùi trong tháng 4 và tháng 5 âm lịch. Nhìn chung, người tuổi Đinh Mùi sẽ gặp được khá nhiều điều may mắn và thuận lợi trong khoảng thời gian này. Do có nhiều cát tinh soi chiếu, cô bác anh chị làm gì cũng trôi chảy, thậm chí cầu được ước thấy, khiến nhiều người ao ước. Trên phương diện sự nghiệp, nhờ có nhị hợp chiếu mệnh, bản mệnh biết rõ mình cần phải làm gì nếu muốn chinh phục mục tiêu, lại thêm tính cách vui vẻ, cởi mở. Cô bác anh chị xây dựng được các mối quan hệ xã giao rộng rãi và hợp tác tốt với mọi người. Nhờ thế mà công việc dù khó khăn cũng được giải quyết nhanh chóng, thậm chí có người còn chinh phục được đỉnh cao. Việc hợp tác làm ăn cũng có lợi trong hai tháng, tháng 4 và tháng 5 âm này. Cô bác anh chị Đinh Mùi nên mở rộng các mối quan hệ của mình, tăng cơ hội gặp được những đối tác, khách hàng triển vọng, khiến đồng tiền đổ về túi từ nhiều nguồn hơn. Khi có đồng tiền rủng rỉnh trong tay, bản mệnh cũng có thể tiếp tục đầu tư hoặc bồi dưỡng cho bản thân để biết thêm nhiều kiến thức mới hữu ích, phục vụ tương lai. Chuyện tình cảm cũng có nhiều tin vui đáng kể. Do được Bách Việt chủ đào hoa soi chiếu, cô bác anh chị trở nên nổi bật trong mắt người khác giới, nên nhận được nhiều lời mời làm quen, tìm hiểu. Nếu có con mắt nhìn người chính xác, bạn có thể tìm được đối tượng phù hợp, phát triển lâu dài. Bên cạnh đó, tử vi 2 tháng tới của 12 con giáp cũng chỉ ra rằng, các cặp vợ chồng thời điểm này hòa hợp với nhau, biết cảm thông với nhau trong cuộc sống. Đầu tiên là tử vi tháng 4 âm lịch. Xét phương diện sự nghiệp, căn cứ tử vi tháng 4 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch, người tuổi Đinh Mùi có cơ hội đón nhiều tin vui trên phương diện sự nghiệp trong thời điểm này. Cục diện tam hội và quan đế đem tới cho bản mệnh nhiều thời cơ mà nhiều người mong muốn cũng không có được. Với những người muốn thử sức ở lĩnh vực mới hay tham gia thi tuyển vào một vị trí mới trong tháng này, bản mệnh cũng tự tin phát huy vốn hiểu biết của mình nên có thể gây ấn tượng tốt đẹp với giám khảo hoặc nhà tuyển dụng. Hãy tự tin thỏa thuận một mức lương hoặc một vị trí mong muốn, khả năng bản mệnh được đáp ứng là rất cao. Với người làm công ăn lương, Đinh Mùi hợp tác tốt với đồng nghiệp nên công việc có thể hoàn thành nhanh chóng hơn so với dự kiến. Thậm chí, cô bác anh chị còn có thể là người chỉ đường dẫn lối, truyền cảm hứng cho bạn bè, đồng nghiệp mình. Những thành tích đạt được trong công việc có thể giúp bản mệnh lọt vào mắt xanh của quý nhân. Đối phương sẽ giới thiệu thêm cho cô bác anh chị nhiều cơ hội bồi dưỡng, rèn luyện các kỹ năng. Hãy khiêm tốn học hỏi, Đinh Mùi sẽ tiếp thu được những kiến thức hữu ích, có giá trị cho sự nghiệp sau này. Tuy nhiên, theo tử vi tháng 4 năm 2024 tuổi Đinh Mùi âm lịch chỉ ra rằng, hung tinh thiên cầu rình rập, thỉnh thoảng vẫn sẽ đem tới những rắc rối cho bản mệnh. Vì vậy, cô bác anh chị nên tập trung vào nhiệm vụ, chớ nên khoe mẽ ra vẻ ta đây, khiến kẻ xấu nổi lòng tham, tìm cách cướp mất công lao hoặc hạ bệ danh tiếng của cô bác anh chị. Xét phương diện tài lộc. Phương diện tài lộc cũng xuất hiện nhiều điểm sáng, dù làm trong lĩnh vực gì đi nữa, Đinh Mùi cũng vẫn có thể kiếm tiền về đầy túi, rủng rỉnh chi tiêu. Với người làm công ăn lương, những cống hiến cho tập thể giúp bản mệnh nhận được một khoản thưởng nóng hậu hĩnh, thậm chí cấp trên còn có thể chủ động tăng lương cho cô bác anh chị. Cô bác anh chị cũng có thể chủ động xin tăng lương, thăng chức nếu thấy công sức mình bỏ ra xứng đáng với điều đó. Chắc hẳn cấp trên cũng muốn giữ chân một nhân viên xuất sắc như quý vị. Với người làm kinh tế, bạn niềm nở, nhiệt tình nên thu hút được lượng lớn khách hàng. Bên cạnh đó, cô bác anh chị còn không ngừng thay đổi bản thân để bắt kịp với xu thế của thị trường. Nhiều người từng mua hàng của bản mệnh đều muốn quay lại ủng hộ những lần sau. Quý nhân xuất hiện có thể đem tới cho cô bác anh chị những cơ hội mở rộng quy mô đầu tư, kinh doanh. Tất nhiên bản mệnh sẽ phải khá vất vả đấy, nhưng cô bác anh chị làm đến đâu thấy hiệu quả đến đấy, nên lúc nào cũng tràn đầy động lực và quyết tâm. Hung tinh thiên cầu vẫn sẽ gây ra một vài rắc rối trên con đường tài lộc của Đinh Mùi. Khi có đồng tiền dư giả trong tay, cô bác anh chị chớ cả tin nghe theo lời dụ dỗ mua hàng của người không quen biết. Rất có thể cô bác anh chị sẽ mua phải những sản phẩm kém chất lượng, không được như lời quảng cáo. Xét phương diện tình duyên, gia đạo. Theo tử vi tháng 4 năm 2024 tuổi Mùi âm lịch, tháng này có nhiều cát tinh quy tụ, phương diện tình cảm của người tuổi này cũng hanh thông, thuận lợi bất ngờ, bạn được tận hưởng niềm hạnh phúc của riêng mình. Với người độc thân, bạn biết mình muốn tìm một người như thế nào nên không phải tốn nhiều thời gian cho những đối tượng không phù hợp. Cũng nhờ tính cách dịu dàng, chu đáo,
mà bạn ghi điểm trong mắt nhiều người xung quanh. Có những người chủ động đến làm quen với bạn, một số người có thể được người thân hoặc bạn bè giới thiệu cho đối tượng phù hợp. Việc gặp gỡ tiếp xúc với người đó hay không hoàn toàn nằm ở quyết định của bạn, song khuyên bạn hãy cởi mở và thử trò chuyện với đối phương xem sao, biết đâu hai người lại có nhiều điểm chung đấy. Với những người có đôi có cặp, cả hai bạn đều đã trưởng thành hơn trong mối quan hệ, đôi bên biết lắng nghe, bao dung và tha thứ cho những lỗi lầm của nhau, cùng kề vai sát cánh trong mỗi khó khăn của cuộc sống. Đôi khi, hai người vẫn có thể xảy ra tranh cãi, nhưng đó cũng chỉ là gia vị cho tình yêu của hai người. Sau mỗi lần giận dỗi, hai người cảm thấy quý trọng nhau hơn, thấu hiểu nhau hơn và trân trọng hạnh phúc mình đang có. Xét phương diện sức khỏe. Tình hình sức khỏe của người tuổi Đinh Mùi nhìn chung cũng không có gì đáng lo trong tháng tư này. Bản mệnh duy trì được thể trạng tốt, tinh thần tích cực, hăng hái, nên làm công việc nào cũng hiệu quả, đạt được kết quả như mong muốn. Tuy nhiên, đừng quá tập trung vào sự nghiệp đến mức quên cả chuyện nghỉ ngơi. Bạn vẫn cần xây dựng cho mình lối sống khoa học, ăn ngủ đúng giờ, cân bằng dinh dưỡng, chịu khó tập thể dục thể thao. Như vậy thì bạn sẽ giữ được đầu óc tỉnh táo, có sức làm mọi điều mình muốn. Tiếp theo là tử vi tháng 5 âm lịch. Về sự nghiệp, cục diện nhị hợp giúp người tuổi Đinh Mùi có thể đạt được nhiều mục tiêu đã đặt ra từ trước trong tháng 5 năm 2024 âm lịch này. Bạn chăm chỉ, cần cù, chịu khó, quyết tâm với nhiệm vụ của mình thì ắt thu được trái ngọt. Với người làm công ăn lương, bạn xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè, đồng nghiệp, do đó mà các cuộc mâu thuẫn, tranh cãi có xu hướng giảm hẳn, mọi người đồng tâm hiệp lực, chung tay hoàn thành công việc, cùng hướng tới một mục tiêu chung, nên chẳng còn khó khăn nào có thể cản bước, thậm chí, mọi người còn cổ vũ nhau cùng tiến bộ, vượt ra khỏi ranh giới bản thân tự vạch ra. Do được nhiều người yêu mến, bạn còn có cơ hội gặp gỡ được quý nhân, đối phương có thể định hướng cho bạn những mục tiêu mới hoặc truyền dạy cho bạn những điều hay lẽ phải. Con giáp này hãy khiêm tốn, chăm chú lắng nghe, bạn sẽ tiếp thu được nhiều điều hữu ích cho sự nghiệp. Tuy nhiên, với những người vừa mới tìm hiểu bước chân vào một lĩnh vực mới thì lại không gặp quá nhiều điều như ý. Nguyện lệnh lâm suy cho thấy bạn thường băn khoăn, do dự, khó đưa ra được những quyết định dứt khoát. Sự lo lắng vẩn vơ khiến bạn dễ phạm phải lỗi lầm, thành ra công việc liên tiếp xuất hiện lỗi sai. Những lúc thế này, bạn nên tìm kiếm sự giúp đỡ của những người giàu kinh nghiệm hơn mình. Về tài lộc, theo tử vi tháng 5 năm 2024 tuổi Đinh Mùi âm lịch chỉ rõ rằng vận trình tài lộc của con giáp này hanh thông, thuận lợi, bản mệnh có thể thu được một khoản tiền rủng rỉnh về trong túi, từ đó có thể thoải mái chi tiêu, không lo tốn kém. Nhị hợp cho thấy, đây là thời điểm thích hợp để bản mệnh hợp tác làm ăn. Các mối quan hệ rộng rãi có thể giúp bạn quen được với những khách hàng, đối tác phù hợp. Từ đó, việc mở rộng làm ăn được tiến hành trôi chảy, đôi bên cùng hướng tới mục tiêu chung, có tinh thần vô tư, không vụ lợi nên không vướng phải tranh chấp, mâu thuẫn, gây thiệt hại về kinh tế. Với người làm công ăn lương, những thành tích cao bạn gặt hái được cùng với tập thể có thể giúp bạn được nhận một khoản tiền thưởng nóng hậu hĩnh. Hãy coi đây là món quà khích lệ tinh thần bản thân, để bạn có thể tiếp tục cố gắng hơn trong tương lai. Nếu là người mới bắt tay vào lĩnh vực mới, nguyệt lệnh lâm suy có thể khiến bạn cảm thấy thiếu tự tin, khó đưa ra được những quyết định dứt khoát. Bạn nên tham khảo ý kiến của những người giàu kinh nghiệm hơn mình, đồng thời nhắc bản thân dũng cảm bước những bước đầu tiên, vừa làm vừa học thì mới có thể nhanh chóng nắm bắt vấn đề. Về tình duyên, gia đạo. Xem tử vi tháng 5 năm 2024 âm lịch, con đường tình duyên của người tuổi Đinh Mùi có nhiều điểm sáng đáng kể, chủ yếu là nhờ có Bách Việt chủ đào hoa xuất hiện. Cát tinh này giúp bạn trở nên hấp dẫn và nổi bật hơn trong mắt người khác giới. Chỉ cần bạn tự tin là sẽ nhận được rất nhiều lời mời làm quen, tìm hiểu của mọi người xung quanh. Tuy nhiên, càng được săn đón bao nhiêu thì bạn lại càng phải cân nhắc kỹ càng trước khi đưa ra các quyết định bấy nhiêu. Bên cạnh việc lắng nghe trái tim mình, bạn cũng cần phải dùng lý trí để cân nhắc xem ai là người chân thành, xứng đáng để mình làm quen và phát triển mối quan hệ. Với các cặp vợ chồng, đời sống gia đình của bạn hài hòa, êm ấm, nửa kia luôn là chỗ dựa tinh thần vững vàng của bạn, tạo động lực cho bạn đối diện với thách thức và thử sức mình trong những lĩnh vực mới mẻ. Đồng thời, hai người luôn chú ý dành thời gian để ở bên nhau, tìm cách để hâm nóng tình cảm lứa đôi, khiến mối quan hệ vốn đã khăng khít lại càng thêm ngọt ngào. Thời điểm này, dù các mối quan hệ xã giao của bạn có được mở rộng, bạn được nhiều người để mắt đến, song bạn vẫn ý thức được vị trí của mình để chủ động giữ khoảng cách. Ngoài ra,
người ấy cũng vô cùng tin tưởng và quan tâm đến bạn, khiến bạn luôn muốn quay về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Về sức khỏe, đáng tiếc là tình hình sức khỏe của người tuổi Đinh Mùi lại không thực sự ổn định, do con giáp này phải chịu tác động của nguyệt lệnh lâm suy cũng như hung tinh thiên nguyệt. Dù công việc tiến triển thuận lợi, song với bản tính hay lo lắng, sốt ruột mà bạn khó tránh khỏi trạng thái tinh thần buồn phiền, bất an, gây bất lợi cho sức khỏe. Thậm chí, có những người còn đổ bê trong thời gian này vì áp lực công việc khá lớn. Con giáp này nên học cách chia sẻ cảm xúc suy nghĩ của mình với mọi người xung quanh, đặc biệt là với người thân. Ai cũng sẽ sẵn sàng giúp đỡ bạn, để bạn trút bỏ gánh nặng, có những suy nghĩ lạc quan về tương lai. Vâng thưa quý vị, cuộc sống càng ngày càng tiến lên, gánh nặng cơ thể ngày một nặng hơn, nhưng gánh nặng trong tâm sẽ ngày càng nhẹ hơn, bởi chúng ta càng lớn tuổi, càng có thể vứt bỏ những ngây thơ, dại dột mà chúng ta đã từng có khi thời còn trẻ dại. Bạn của trước đây khi có chút khó khăn hay phiền phức, hay khi gánh chịu những lời đàm tiếu từ người khác, sẽ bực bội, tức tối. Nhưng khi về già, những nỗi đau, những lo lắng, bất an, tất cả đều phôi phai theo dòng chảy của thời gian. Tướng là do tâm sinh, những người trông có vẻ trẻ như thanh niên, bất luận họ đã trải qua những gì đối mặt với bao nhiêu thất bại, họ cũng sẽ bảo trì được sự thiện lương xuất phát từ trái tim, mà những điều đó cũng chính là tiêu chuẩn để con người có thể sống một cuộc sống hạnh phúc, ý nghĩa trên thế giới. Họ có thể thấu hiểu nỗi khổ của người khác, cũng biết cảm thông khi người khác gặp khó khăn, họ sẽ không còn lo lắng và phàn nàn như khi còn trẻ. Họ sẽ dùng sự rộng lượng và mềm mỏng của mình để làm cho những ngày của họ được sống theo ý muốn. Họ sẽ dùng nụ cười để đối mặt với khó khăn của chính mình và dùng nụ cười để hòa đồng với người khác, không so đo, không ghen tị. Họ sẽ tự nhủ vì đã cố gắng nhiều nhưng không thể hoàn thành được, họ có thể cũng như chọn làm bất cứ điều gì họ muốn. Phật gia từng giảng, một niệm buông bỏ liền có thể an nhiên tự tại. Năm tháng trôi qua, thế giới rung chuyển, thời gian sẽ không cho chúng ta sống càng ngày càng hạn hẹp. Con người ta khi về già có một tâm thái tốt, sẽ khiến chúng ta ngày càng trưởng thành và mạnh mẽ hơn, càng có thể chống chọi lại với thăng trầm của thời gian, càng có thể bình thản khi đối mặt với sự lạnh nhạt của bất kỳ tình cảm nào. Con người khi về già vẫn có thể học tập không ngừng nghỉ. Con người nếu đọc sách nhiều rồi, có thể ngày một ngày hai không thấy gì, nhưng lâu dần sẽ xuất hiện sự khác biệt trong nhận thức. Vì vậy, khi về già, những người đam mê đọc sách sẽ không màng đến tuổi già, mà tinh thần phấn chấn, vẫn tràn đầy sức sống và năng lượng dồi dào. Họ biết cách trân trọng và tận hưởng những năm tháng hiện tại. Họ không chỉ biết cách an hưởng tuổi già, mà còn có sức sống dồi dào. Họ hát, múa, viết thư pháp, chụp ảnh mọi lúc mọi nơi. Họ đều có thể làm phong phú cho cuộc sống của mình. Nhân sinh cảm ngộ. Đời người là một loại lựa chọn, cũng là một loại buông bỏ. Đời người giống như một bó hoa tươi, tinh tế thưởng thức mới có thể thấy được vẻ đẹp của hoa. Dù hoa nhanh tàn nhưng hương thơm còn lại mãi. Đời người giống như ly trà xanh, từ tốn nhâm nhi mới có thể thưởng thức ra hương vị thật sự của nó. Trà xanh dễ nguội, nhưng hương thơm vẫn mãi còn phẳng phất. Đời người giống như một khúc ca dao, tinh tế lắng nghe mới có thể hiểu được đạo lý trong đó. Ca dao thường ngắn, nhưng tình ý miên man bất tận. Đời người là một loại lựa chọn, cũng là một loại buông bỏ. Người có thể tự do lựa chọn là người hạnh phúc. Loại hạnh phúc này thường sinh ra đã có, nhưng cũng rất dễ mất đi. Người có thể buông bỏ đúng lúc là người phóng khoáng, nhưng loại tư tưởng buông bỏ này cũng khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Người vừa có thể lựa chọn lại vừa có thể buông bỏ là người trầm tĩnh. Loại trầm tĩnh này thường khiến người khác thán phục, cũng là cảnh giới khó đạt tới được. Thực ra, lựa chọn có nghĩa là buông bỏ, mà buông bỏ cũng là một kiểu lựa chọn. Đời người có đôi lúc xảy ra rất nhiều chuyện căn bản không cách nào giải thích rõ ràng. Không nên buồn, hãy thản nhiên bước tới đối mặt với mọi chuyện, bởi vì đường đi không phải lúc nào cũng là con đường thẳng. Hãy trầm tĩnh giải quyết vấn đề, bởi vì con người không phải lúc nào cũng đúng, lại càng không được che giấu, mà phải thẳng thắn, bởi vì trong quan hệ giữa người với người, cần nhất chính là tín nhiệm, không thẹn với lương tâm. Bầu trời tươi đẹp, có gió có mưa mới có màu sắc, bầu trời quang đãng có trăng, có sao, mới tạo ra dáng điệu. Đời người không thể lúc nào cũng vừa ý mình, không thể chuyện gì cũng tốt đẹp, cũng nên chấp nhận khuyết điểm của người khác. Người muốn tĩnh tâm, nói nhiều tất nhiên sẽ nói hớ, lại nhải không bằng tự xem xét lại tâm mình, oán trách người khác chi bằng nghe xong thì quên đi. Thứ có thể quấy nhiễu lòng bạn thường là tâm soi mói của bạn, thứ có thể thương tổn bạn thường là điều luẩn quẩn trong lòng bạn. Nếu bạn hòa nhã, thì không ai là đáng hận. Nếu không truy xét sâu xa,
không ai có thể làm bạn phiền lòng. Con người lúc đắc chí không nên quá ngông cuồng, vì ngông cuồng thì sẽ sinh kiêu ngạo, mà kiêu ngạo chắc chắn sẽ thất bại, là mầm của thất vọng. Lúc thất vọng không được quá đau khổ, vì đau khổ dễ yếu lòng, mà yếu lòng nhất định sẽ sinh ra suy sụp, không gượng dậy nổi, là điều đáng khinh nhờn trong sinh mệnh. Đời người nói cho cùng thì cần phải buông bỏ, cần phải xa rời. Có lẽ sau nhiều năm có thể quên những gian khổ đã từng trải, đã quên cả những nỗ lực không ngừng nghỉ. Nhưng bất kể như thế nào cũng sẽ không quên mục tiêu hướng tới hay ước mơ, khát vọng trong lòng. Những điều bạn từng trải qua đều là quá khứ, điều lưu giữ lại trong cuộc đời mãi mãi là sự hăng hái tiến lên, cố gắng thực hiện nguyện vọng của chính mình. Đời người chính là lựa chọn, không cho phép chúng ta chờ đợi, dựa dẫm, mà cần phải thực hiện. Đường ngay ở dưới chân, cũng ngay tại trong lòng, điều chúng ta hướng tới luôn là tương lai. Cuộc sống chính là một quá trình, nó giúp chúng ta hiểu biết được rất nhiều chuyện. Những người làm tổn thương bạn để bạn biết được rằng xã hội đôi khi cũng thật vô tình. Những người giúp đỡ bạn sẽ khiến bạn cảm nhận được sự chân thành lương thiện vẫn luôn luôn hiện hữu. Vâng, cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video của kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Hy vọng rằng những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ trên đây sẽ giúp ích cho quý khán giả. Từ đó quý khán giả có thể đón lành, tránh dữ, gia tăng may mắn trong cuộc sống. Nếu có băn khoăn hay thắc mắc, quý khán giả vui lòng để lại thông tin ngày tháng năm sinh xuống dưới phần bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ luận giải chi tiết trong thời gian sớm nhất nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình lần sau.